Chắc hẳn khá nhiều người trong chúng ta biết cái tên mà Hy Lạp hay được gọi vui là Hy Nợ, bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ công năm 2009, khi mà quốc gia này buộc phải tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, trên thực tế, nợ công luôn là vấn đề kinh niên của đất nước Hy Lạp, ngay từ khi quốc gia này tuyên bố độc lập 200 năm trước. Chính vấn đề về nợ đã để lại nhiều hệ quả quan trọng đối với sự phát triển của Hy Lạp cho đến tận ngày nay. Trong video này, hãy cùng Spyroom điểm lại những pha vỡ nợ lớn nhất trong lịch sử Hy Lạp thông qua bài viết của thành viên Văn Minh Phương Tây đã được đăng tải trên website của chúng mình. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spyroom và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spyroom chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spyroom, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Lần vỡ nợ đầu tiên năm 1827. Năm 1821, sau khi Hy Lạp giành độc lập từ tay đế quốc Ottoman, đất nước này ngay lập tức đối mặt với muôn vàn khó khăn. Thiếu sự công nhận quốc tế từ các cường quốc, kinh tế tiêu điều, công thương nghiệp chậm phát triển do các nhà buôn gốc Hy Lạp chủ yếu tập trung ở Constantinople, lại phải đối mặt với quân đội của đế quốc Ottoman và chư hầu Ai Cập. Trước hoàn cảnh này, chính phủ Hy Lạp quyết định vay nợ từ các ngân hàng Anh và Pháp, lấy toàn bộ lợi tức và tài sản của quốc gia Hy Lạp ra thế chấp để đổi lấy 800.000 bảng Anh và 20 triệu franc Pháp, tương ứng với 120% GDP của Hy Lạp đương thời, lần lượt vào hai năm 1824 và 1825. Tuy nhiên, do quản lý yếu kém và tham nhũng trong chính phủ Hy Lạp, đất nước này nhanh chóng mất khả năng trả nợ và phải tuyên bố phá sản vào năm 1827, trước khi nền độc lập của đất nước chính thức được công nhận. Chính sự kiện này khiến các chủ nợ Anh, Pháp trở nên mất kiên nhẫn với Hy Lạp. Và sau khi nước này chính thức độc lập vào năm 1832, họ thỏa thuận đưa một vị vua xứ Bavaria, Otto Friedrich Ludwig, làm người đứng đầu đất nước. Việc này được coi như là một hành động phản bội với nhiều người Hy Lạp, bởi vì họ đã đánh đổ một vị vua nước ngoài chỉ để bị cai trị bởi một vị vua nước ngoài khác. Lần vỡ nợ thứ hai năm 1843. Để hỗ trợ nền tài chính Hy Lạp sau khi Otto lên ngôi năm 1832, Anh, Pháp và Nga quyết định cho Hy Lạp vay 60 triệu franc Pháp để trả bớt các khoản nợ cũ. Đồng thời, các lãnh sự của ba nước này cũng thể hiện quyền lực của mình trong chính quyền Hy Lạp. Chính sự ảnh hưởng lớn của ba cường quốc trên vào đời sống chính trị của Hy Lạp khiến cho tình hình kinh tế của nước này trở nên hết sức khó khăn, mặc dù thuế má còn cao hơn cả thời kỳ thuộc Ottoman để trả nợ. Tuy nhiên, đến năm 1836, tổng khoản tiền dành cho trả nợ mới của Hy Lạp 24,3 triệu franc đã cạn kiệt chỉ 6-7 năm. Quốc gia này lại tuyên bố vỡ nợ lần nữa. Lần này, ba cường quốc lại bắt Hy Lạp phải tiết kiệm một khoảng 4 triệu franc hàng năm, đồng thời phải dành toàn bộ thuế quan của cảng Syra để trả nợ nước ngoài. Sự kiện này dẫn đến cuộc cách mạng ngày 3 tháng 9 cùng năm, khiến vua Otto buộc phải thành lập nghị viện với các đảng thân Anh, thân Pháp và thân Nga. Lần vỡ nợ thứ 3, 1860. Đến thời điểm này, chính phủ Hy Lạp buộc phải e cổ ra trả nghĩa vụ nợ do hai đợt nợ trước bắt đầu từ năm 1848. Chính việc này, cùng với việc đất nước này định tham chiến cùng Nga trong chiến dịch Crimea vào năm 1853, dẫn đến việc hạm đội Anh Pháp chiếm đóng cảng Piraeus ngay gần Athens cùng năm, buộc Hy Lạp phải từ bỏ giấc mơ giải phóng Constantinople, Istanbul hiện thời. Thế nhưng, mặc dù chịu áp lực nợ to lớn, chính quyền của vua Otto vẫn không có nỗ lực nào nhằm cải thiện những vấn đề của Hy Lạp. Theo một cơ quan điều tra của Anh Pháp vào năm 1857, tài chính công của đất nước này thiếu sự giám sát bên ngoài một cách trầm trọng, đồng thời khả năng đánh thuế cũng rất kém và nạn trốn thuế diễn ra một cách tràn lan. Chính việc này khiến cho đến năm 1860, nước này lại rơi vào cảnh vỡ nợ. Hệ quả là Hy Lạp bị thị trường tài chính cấm cửa trong suốt 18 năm và vua Otto bị nhân dân lật đổ 2 năm sau đó. Lần này các cường quốc châu Âu liền đồng ý cho George, một hoàng tử người Đan Mạch lên ngôi vua Hy Lạp, đồng thời giảm bớt chút gánh nặng nợ như là quả đăng quang. Đổi lại, vị vua mới cũng phải đồng ý áp dụng các biện pháp khắc khổ lên Hy Lạp. Lần vỡ nợ thứ tư năm 1894. Sau khi lên ngôi, George đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm tái cấu trúc lại nền kinh tế Hy Lạp bằng các thỏa thuận với các chủ nợ nước ngoài. Thế nên mặc dù chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế năm 1873 đến thập niên 1870, Hy Lạp đã có thể trả hết khoản nợ 60 triệu franc từ năm 1832.
Thế nhưng đến thập niên 1880, quốc gia này lại quyết định vay tiền ồ ạt từ các chủ nợ nhằm tái vũ trang quân đội, chuẩn bị cho cuộc chiến với đế quốc Ottoman nhằm giải phóng đất đai của người Hy Lạp và chiếm lại Constantinople. Nợ công của nước này tăng chóng mặt tới mức đến năm 1890, 1/3 ngân sách Hy Lạp được dùng để trả nợ. Cùng với đó, cuộc suy thoái kinh tế châu Âu năm 1891 cũng tác động nghiêm trọng đến kinh tế đất nước khi mà đồng drachma mất 90% giá trị chỉ sau 3 năm. Chính những sự kiện này khiến cho đến năm 1894, Hy Lạp một lần nữa mất khả năng trả nợ. Lần này các chủ nợ nước ngoài liền quyết định thành lập cơ quan tài chính quốc tế IFC, kiểm soát trực tiếp thu chi của chính phủ nước này. Sự kiện này cùng với thất bại trước đế quốc Ottoman năm 1897 được coi là nỗi nhục lớn nhất của người Hy Lạp vào thời điểm đó. Lần vỡ nợ thứ 5 năm 1932. Đến năm 1932, Hy Lạp cũng bị tác động nghiêm trọng bởi cuộc đại khủng hoảng. Chính sự kiện này cùng với những khoản nợ vay từ Anh Pháp để đánh nhau với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ những năm 1920 đến hồi đào hạn khiến cho một lần nữa Hy Lạp lại phải tuyên bố phá sản. Lần này các cường quốc Anh, Pháp, Ý lại không có phản ứng lớn, một phần vì bản thân họ cũng đã đang vật lộn với cuộc đại khủng hoảng lúc đó. Và Hy Lạp vẫn phải trả nợ đều cho IFC đến tận năm 1942 khi mà cả nước bị phe trục chiếm đóng. Lần vỡ nợ thứ 6 năm 2015. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển kinh tế nhanh chóng, đến năm 2001, Hy Lạp gia nhập khối Eurozone bằng sự gian dối tài chính, khi mà các khoản nợ và thu chi của chính phủ trước khi gia nhập khối đều không được minh bạch. Chính việc này cùng với những khoản chi lãng phí của Hy Lạp cho kỳ Thế vận hội ở quê nhà năm 2004 khiến cho Hy Lạp trở nên dễ bị tổn thương khi mà khủng hoảng năm 2008 tác động tới nước này. Đến năm 2015, nước này trở thành quốc gia đầu tiên không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho IMF. Còn hậu quả của sự kiện này thì chắc mọi người cũng có thể nhớ, khi mà Hy Lạp suýt nữa ra khỏi khối đồng tiền chung châu Âu và quay lại đồng drachma truyền thống. Như vậy, về tổng quan thì gần một nửa giai đoạn độc lập của Hy Lạp hiện đại, hơn 90 năm, đất nước này đã gánh chịu khủng hoảng về nợ công. Chính việc này khiến cho Hy Lạp thường xuyên lọt vào sổ đen về tài chính trong các quốc gia và các quỹ đầu tư. Có lẽ câu nói phù hợp nhất để tóm tắt tình trạng của Hy Lạp: trong khi người Hy Lạp coi người Thổ là những kẻ xâm lược man rợ, còn người Thổ lại coi người Hy Lạp như những kẻ kém cỏi, lúc nào cũng kêu cứu khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Và đó là tổng hợp của tác giả về những lần nợ lớn nhất lịch sử của Hy Lạp kể từ khi độc lập cho tới nay. Vậy còn điều gì dẫn đến tình trạng này mà tác giả chưa nhắc tới? Hãy chia sẻ dưới phần comment cho chúng mình biết nhé. Cũng đừng quên để lại một like, share và subscribe cho Spider Room để đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!